Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Video này thì khá là nhiều anh em trên kênh là bảo Khải là review xem thử cái set đồ ông Trùm hở hở như thế nào mà mấy hôm trước đánh cũng auto top 1, 2, 3 1, 2, 3 các kiểu, không khác gì bà Tông do lock. Hôm nay thì ông được top 7, hôm nay được top 7, lượng mạng khá là nhiều. Nhưng mà thua Khải cũng hơn 1k thôi, không bao nhiêu. Nói chung là dao động tầm này thì chủ yếu là cũng quán đờ là liên chạm thôi nè. Ông liên chạm 16 thôi, Khải thì liên chạm đến 29 là Khải giật điểm hơn chỗ đó thôi. Rồi ok, chúng ta cùng xem sơ qua set đồ của ông Trùm hở hở cho anh em xem nha. Cũng khá là nhiều, còn anh em muốn xem đồ thì từ từ anh em ơi. Anh em muốn xem đồ nào thì cứ comment dưới phần mô tả video quá. Đây, nhìn sơ qua thì ạc này là đi theo vũ khí thủy như nè. Vũ khí thủy nhưng mà ạc này là ạc thiên nhẫn như nè. Ạc này thiên nhẫn nha. Ông Trùm hở hở là anh em biết rồi. Cái tên ông Trùm hở hở là chắc chắn là thiên nhẫn rồi. Đây, hello anh em nha. Ok, whisky đạn đây. Một vũ khí kháng hỏa 17 chống 30, chắc chắn sẽ đi kèm với cái nón kháng hỏa 17 chống 30 luôn. Hiện tại đang có cho mình 34 kháng hỏa với lại 60 chón. 34 kháng hỏa với lại 60 chón là coi dây chuyền kháng cả không. Dây chuyền hợ kim sinh lực cao. Dây chuyền hợ kim sinh lực cao, sinh lực 136, nỗ lực 96. Dây chuyền này quá đẹp. Tầm này dây chuyền này phải dao động tầm 2 kim. Dây chuyền này tầm 2 kim nó không ít đâu nè. Chuyện này không, tuy không có kháng cả nhưng mà nó tầm 2 kim ấy. Tại vì server này đồ kháng cả không có nhiều đâu. Có thì kéo lắm 5, 7, 9, 10 này nọ. Nhưng mà nó là không có sinh lực, một lực. Thì ông này chắc không thích. Ông này mang cái kiểu này cho nó rẻ nè. 1 kim đến 2 kim cho chuyện này. Chắc chắn là vậy luôn. Rồi, vũ khí này thằng người chắc cũng tầm 3 đến 5 kim. Vũ khí này tầm 3 đến 5 kim. Nón này thằng người chắc còn tầm 500 xu. Nón này tầm 500 xu. Áo, áo này thì khả nghĩ hiện tại so với hiện tại bây giờ thì nó khoảng tầm 500 xu. Hồi trước thì mắc, hồi trước thì 1 kim ấy. Tầm này 500 xu thôi nè. Rồi, đi áo kim và gia truyền kim. Rồi tiếp tục đai lưng. Đai lưng sẽ là mang đai lưng mọc kháng lôi 19, sinh lực cao, nỗ lực. Nhẫn kháng lôi 17, sinh lực lực 10. Chung là server đồ xanh nên là đồ chưa có VIP được nè, đồ rất là cool. Đó, bao tay. Tay kháng hỏa dòng 1. Ngọc bội chón. À, hiện tại ạc này đang đi với hiệu ứng là chón nè. Chón 90. Chón 90 là chính. Chón 90 là chính. Không có lắm chậm luôn. Không có lắm chậm luôn nha. Đồ anh em thấy chưa. Ba món thủy chón nè. Chón nè. Chón nè. Bà tay coi. Bà tay là kháng hỏa. Nhẫn kim. Giày mọc. Ơ à, cho tính ra đi với hiệu ứng là chón 90 nè. Chón 30 từ ngọc bội sinh lực lực nè. Vũ khí nè. Nón nè. Còn bao tay này chỉ có được kháng hỏa thôi. Tại vì chỉ có một nhẫn kim nè. Chỉ có một nhẫn kim. Kháng động 15 với lại sinh lực 130. Nội lực 132. Rồi mang cho thêm cho mình một món kháng lôi. Ba món kháng lôi là từ giày, đai lưng và nhẫn. Đó, có kháng lôi khá là cao. Kháng hỏa tính ra nãy lúc nãy là 34 kháng hỏa nè. 34 kèm với 17 này là được 51 kháng hỏa. 51 kháng hỏa và 90 chón. Nhẫn kháng lôi 17, đai lưng 19 là 36. 36 với này là 46, 55. Hiện tại ạc này đang có hiệu ứng kháng lôi 55. Đó, kháng lôi 55 và kháng hỏa là 51. Chón 90 nè. Không làm chậm luôn. Không làm động, không làm chậm luôn là anh ta xác định đánh cái hướng đó là không tăng nhiều. Tìm góc vị trí nào đó kẹp góc thôi nè. Không tăng nhiều. Chứ nếu mà không làm chậm như thế này, nếu mà đứng ra ngoài tăng mà năm đứng giữa, không đánh được, khó đánh lắm. Đa số là kiểu này thì khả nghĩ ông này Trùm, gọi là Trùm kẹp góc nha. Ông này gọi là ông Trùm kẹp góc nha. Tại vì đánh tống kim auto top 1 khả thấy nhiều trận rồi. Top 1 rất là nhiều. Top 1 rất là nhiều. Chứ không phải ít. Hôm nay thì khá là đen thôi. Được top 7 thôi. Hôm nay đúng là ngày khả so đồ nhưng mà chỉ được top 7 thôi. Chứ ông này auto top 1 đó nè. Đơn giản đâu. Rồi ok. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ cũng như ủng hộ ông Trùm hở hở nha anh em. Khải tuy rằng Khải không biết ai nhưng mà Khải cứ soi thôi. Anh em nào mà có biết ông Trùm hở hở này chơi ổng có trên này có quen ổng thì bảo ổng lên YouTube xem video nha. Đó. Rồi ok. Chung thì bây giờ thì không có gì nữa thì Khải đi xem bot đại thôi anh em ơi.